Chưa thấy một cái YouTuber dạy trader nào mà nó rách như tôi. Bây giờ quên mất kịch bản, bây giờ phải ngồi đọc kịch bản cho anh em nhá. Ok. Intro. Elliot là vua của cấu trúc, nhưng có một vấn đề trong Elliot là nó rất đa dạng các trường hợp có thể xảy ra. Và tất nhiên, là một trader Elliot thì chúng ta bắt buộc phải xây ra nhiều kịch bản cùng một lúc. Thế nhưng, nếu nhiều kịch bản quá, nó sẽ khiến chúng ta rối và cơ bản là chúng ta sẽ không thể nào giao dịch để kiếm tiền được. Nếu như trong đầu ở phương án này có thể tăng nhưng nó cũng có thể giảm, nhưng nó cũng có thể sideways, nhưng nó cũng thể thì nó cơ bản là chúng ta sẽ không thể nào giao dịch được, đúng không? Nhưng mà cái tính chất của Elliot là nó sẽ nhiều kịch bản và chúng ta phải chấp nhận được đấy. Thế nên là hôm nay mình sẽ đi qua cái loại sóng dễ nhất cũng như là thực chiến nhất, ít cái trường hợp có thể xảy ra nhất trong Elliot, đó là cái loại sóng chuyển động. Bởi vì cái sóng điều chỉnh nó cực kỳ khó và rất khó để giao dịch. Ok, không chỉ là mình đi qua phần lý thuyết, mình sẽ chỉ cho bạn một chút phương hướng để các bạn có thể thực chiến với sóng chuyển động. Tất nhiên là không phải chi tiết đâu nhá, bởi vì các bạn chưa sẵn sàng cho nó, các bạn phải học tất cả những loại sóng khác trước khi mình đi đến phần thực chiến chi tiết. Thế nhưng đây vẫn sẽ là một video chất lượng khác của Hoàng Nghệ. Ok, và cuối video mình sẽ đưa cho bạn một cái số cái ví dụ mà mình đánh lệnh thực chiến với sóng chuyển động cho các bạn mừng tượng nhá. Nói chung là các bạn không cần phải hiểu tất cả những cái lý thuyết vì mình sẽ nói đi nói lại cho đến khi các bạn hiểu ở những cái tập sau. Và đây chính xác là bài sóng chuyển động. Ok, thì cho bạn biết ấy, sóng chuyển động chúng ta sẽ có 3 loại. Loại đầu tiên là loại sóng đẩy. Sóng đẩy sẽ là cái sóng mà bạn hay thường thấy ở trên YouTube thấy người ta hay dùng, hay trên Facebook người ta hay dùng ấy, là sóng 1 2 3 4 5. Và trong sóng 1 2 3 4 5 này, ví dụ ở trong sóng 5 thì có 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, còn sóng 4 với sóng 2 sẽ là 3, từ tí em sẽ đi chi tiết sau. Nói chung vậy, sóng đẩy sẽ là sóng đẩy 5 sóng 1 2 3 4 5. Đấy, với đỉnh 3 nó lớn hơn đỉnh 1, đỉnh 5 nó lớn hơn đỉnh 3. Đấy, và trong trường hợp thị trường giá giảm thì nó cũng tương tự, chi tiết hơn ở đoạn sau này. Đấy, thì sóng ví dụ đây là cả một cơn sóng tăng đúng không? 1 2 3 4 5 thì nó sẽ bằng một cơn sóng một lớn đúng không? Thì sóng đẩy một được chia thành một lớn ấy, được chia ra thành 5 sóng nhỏ hơn là sóng 1 2 3 4 5 nhỏ. Đấy, thì trong cái sóng một lớn thì sóng 1, sóng 3, sóng 5 nhỏ sẽ là sóng đẩy cùng chiều, nó thấp hơn một cấp độ sóng. Ví dụ như là sóng một lớn là sóng tăng thì sóng 1 3 5 cũng sẽ là sóng tăng theo cùng chiều. Và trường hợp ngược lại, nếu mà sóng 1 là sóng giảm thì sóng 1 3 5 sẽ là sóng giảm theo. Ê, nó đẩy xuống nó giảm theo. Đấy, nếu bạn không hiểu các bạn tua lại, hoặc là các bạn không còn hiểu đâu, mình sẽ nói đi nói lại trong những cái video sau. Thực ra là video mình ra ít lắm, mình phải lo cho nội môn nữa. Sóng 2 với sóng 4 là sóng hiệu chỉnh thấp hơn một cấp độ sóng. Có nghĩa là nếu mà sóng 1 là tăng thì sóng 2 nhỏ, 4 nhỏ nó sẽ là sóng giảm ngược chiều lại như bạn đang thấy trong hình. Ok, và cấu trúc của sóng đẩy nó sẽ là 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5, có nghĩa là sao? Đây là sóng 5 này tương ứng với sóng 1, sóng 3 này tương ứng với sóng 2, sóng 5 này tương ứng với sóng 3, sóng 3 này tương ứng với sóng 4, sóng 5 này tương ứng với sóng 5. Nếu bạn không hiểu mình sẽ giải thích lại thêm nhá. Có nghĩa là sao? Là trong cái sóng 1 này thì có 5 cơn sóng bên trong, là sóng 1 2 3 4 5. Đấy, 5 cơn sóng bên trong. Trong sóng 3 này nó sẽ có 3 cơn sóng bên, trong sóng 2 sẽ có 3 cơn sóng bên trong. Trong sóng 3 này sẽ có 5 cơn sóng bên trong. Trong sóng 4 này nó sẽ có 3 cơn sóng bên trong. Và trong sóng 5 này nó sẽ có 5 cơn sóng bên trong. Và mình sẽ cố gắng tìm cái đồ thị thực tế cho các bạn nhé. Đâu nhỉ? Đây. Mình cho bạn một cái ví dụ mà tối nay mình vừa giao dịch nhá. Bây giờ đêm mà mình vẫn làm video cho các bạn. Tối nay mình vừa giao dịch thì giao dịch cái cặp này ở khung giây. Các bạn kiểu ôi vãi cứt, giao dịch khung giây à? Giao dịch khung giây bình thường. Trong trường hợp này thì các bạn không cần quan tâm sóng trước không, mình sẽ nói sau. Nhưng về các bạn mình đến về sóng 1 2 3 4 5. Đấy. Thì các bạn thấy đây, ví dụ mình cho đây sóng A đi. Không, A là 535, A là 535, còn đây là trường hợp sóng A. Mình xem là có trường hợp nào sóng sóng 5 dễ đếm cho bạn không. Ở đây trong trường hợp chính là sóng 5, cái này sẽ là sóng 5 này. Đây, sóng lớn hiện tại chính sóng 5. Các bạn xem nhá. Sóng 15 phút là sóng 5. Để cho bạn xem ví dụ cho bạn nhé. Đây cái sóng này là sóng 5 này. Là sóng 1 2 3 4 5 sau nó ABC lên, không ra W X Y lên và sau nó sập. Vậy thì 1 2 3 4 5 đúng không? Đây đếm rất dễ thôi. 1 2 3 4 5. Mẹo à, làm sao biết đây là sóng 3 hay sóng 5? Các bạn sẽ check phân kỳ. Ví dụ nhá. Sóng 3 đỉnh thấp dần, ở đáy thấp dần mà cái đỉnh RSI, cái đáy RSI lại cao dần thì đây là tín hiệu phân kỳ. Thường đấy, từ sóng 3 đến sóng 5 nó hay có tín hiệu phân kỳ. Đấy, mẹo, tip mẹo. Ok. Vì trong cái sóng 5 này nó sẽ có những cơn sóng 5 nhỏ hơn. Đấy, cho bạn xem nhá.
Trong cái cơn sóng năm này nó sẽ có những cơn sóng năm nhỏ hơn. Điểm qua lao thôi, không cần chính xác 100%. Ok. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Đây chắc là một loại sóng sóng hội tụ vậy. Một loại sóng hội tụ vậy. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Đấy không? Tí nữa mình sẽ chỉ vào sóng hội tụ của sóng gì. Đấy, còn trong sóng 1 thì nó sẽ có 5 cơn sóng. Và có vẻ như là sóng hội tụ. Đấy. Đây thì đếm đếm không rõ là 5 sóng. Ở đây. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 đấy, 1 2 3 4 5. Còn sóng 3. Sóng 3 thì hơi khó đếm. Đấy, trên sóng 3 mình cứ mặc lên thôi. Sóng đêm 3 đếm qua loa rồi anh em ạ, đếm qua loa rồi. Bây giờ 1 2 3 4 5. Bạn không cần phải chính xác, đếm qua loa được rồi, mình nói thật. Đấy. Vậy bạn thấy là trong sóng đúng không? Trong sóng sẽ có 5 sóng này, đây sẽ có 3 sóng này. Mình không biết nó sẽ là ABC hay là WXY. Đấy, anh chỉ biết nó là sóng 2 thôi. Bạn không cần phải đếm chính xác. Và sóng 4 thì khá dễ đếm rồi. Sóng 4 thì nó là WXY rồi. W này, X này, Y này, là sóng 3, sóng 4 là sóng 3 nha anh em. W này, X này, Y này, nó 3 sóng, 3 sóng. Anh em bảo là ôi, rõ ràng tôi đếm được 4 sóng. À tôi đếm được 5 sóng mà đây là 1 này, 2, 3 này, 4 này, 5 này. Thế lại sao không đếm mà chỉ đếm 1, 2, 3 thôi. Thì các bạn sẽ biết ở trong những video sau, được chưa? Các bạn sẽ biết những video sau. Chúng ta phải có cái mẹo đếm nhanh, phải có mẹo đếm nhanh chứ không thể nào mà cứ công nghiệp hóa được. Đấy. Bởi vì nó sẽ rất nhiều trường hợp chúng ta phải mẹo đếm nhanh, nhưng mà đây cấu trúc của sóng 5 sẽ là 5 3 5 3 5. Đấy, các bạn phải hiểu này. Nếu mà nó trông có phải giống sóng 5 ấy, cứ cho nó trông giống sóng 5. Đấy, 1 2 3 4 5 nó trông giống sóng 5, nhưng cái sóng bên trong của nó lại không đi 5 3 5 3 5, nó đi này 3 3 3 3 3 thì đây chắc chắn không phải sóng 5, đây không phải là sóng 7. Mà nhiều khi nó là sóng WXY, nó sẽ xuống đây một phần nữa xong rồi lên đây một phần nữa WXY. Đấy. Nên đây sẽ không phải sóng 5. Ok nha anh em. Nó phải anh em nhớ phần cấu trúc, nhớ phần lý thuyết nhá, phần lý thuyết quan trọng á. Tiếp theo này. Đây luật nhá, nguyên tắc của sóng đẩy. Sóng 2 không được thoái lùi quá 100% của sóng 1. Có nghĩa là ấy, từ sóng 1 lên trên đúng không? Sóng 2 sẽ hồi xuống. Sóng 2 có thể hồi xuống đến 99%. Thế nhưng ấy, nó không được hồi quá 100% của sóng 1. Đấy. Nó có thể hồi đến gần gần đáy của sóng 1, nhưng không bao giờ nó được thoái lùi, nó được hồi quá 100% của sóng 1, chạm vào đáy của sóng 1 hoặc là chạm vào đỉnh của sóng 1. Đỉnh kiểu nếu mà trong trường hợp giảm ấy thì nó không phải chạm đỉnh của sóng 1. Đấy. Và cái luật thứ hai, đây là luật thứ nhất nhá. Còn luật thứ hai, sóng 3 không phải là sóng ngắn nhất trong 3 sóng đẩy. Có nghĩa là sóng 3 có thể là sóng lớn nhất, thường sóng 3 sẽ là sóng lớn nhất, hoặc sóng 3 có thể là sóng lớn nhì. Nhưng sóng 3 không bao giờ là sóng nhỏ nhất. Ok. Sóng 3 thường là sóng lớn nhất, nhưng cũng có thể là sóng lớn thứ nhì, nhưng không bao giờ là sóng nhỏ nhất. Ghi cái quy luật này vào quy tắc bất thành văn trong đếm Elliot. Rất nhiều người không hiểu quy tắc, cứ đếm tùm la tùm lum. Xong rồi khi mình nói là ôi đếm sao, nó lại bảo là Elliot có nhiều kịch bản mà, đúng không? Elliot có nhiều kịch bản, view khác nhau. Đấy. Nhưng mà đếm sai quy tắc thì view cái gì nữa? Đếm sai quy tắc thì sai luôn cả Elliot, có biết mẹ gì Elliot đâu, đúng không các bạn? Tiếp theo là chúng ta nói sóng 4. Sóng 4 ấy, trong sóng đẩy nhá, sóng đẩy nhá, không phải sóng chuyển động. Sóng chuyển động thì có 3 loại khác nhau, sóng đẩy chỉ là một trong 3 loại thôi. Thế sóng 4 thoái lùi nhưng không được vi phạm vào vùng giá của sóng 1. Vùng giá của sóng 1 ở đây này, sóng 4 được hồi nhưng mà không được chạm vào đỉnh của sóng 1. Đấy, mình sẽ lấy ví dụ luôn. Trong trường hợp gia tăng thì sóng 4 nó được hồi đến đây, đến đây, đến đây, đến đây, có nghĩa là gần gần đỉnh của sóng 1 nhưng không bao giờ được chạm vào cái đỉnh của sóng 1. Không bao giờ được chạm vào cái đỉnh này. Ok, nó có thể lên trên này. Nó lên nhưng không bao giờ được chạm vào đỉnh sóng 1. Tương tự trường hợp giá giảm, 1 2 3 4 5, cái sóng 4 ấy nó không bao giờ được chạm vào cái vùng của sóng 1. Anh em hiểu mình không? Không bao giờ được chạm vào. Nếu chạm vào ấy thì đây không phải là sóng chuyển động. À không phải, không, đây không phải là sóng đẩy, sóng đẩy, sóng chuyển động vẫn có loại sóng 4 chạm vào đôi 1 nhá. Và tí nữa mình sẽ nói sau, vẫn có trường hợp đấy, tí nữa mình sẽ nói sau. Nhưng mà sóng 4 không bao giờ chạm vào vùng của sóng 1 trong cái sóng đẩy. Và một cái mẹo nữa này. Cái mẹo nữa này là ấy, trong cái sóng 3, từ cái sóng 3 sóng 5. Đây. Từ cái sóng 3 sóng 5, khi sóng 5 kết thúc ấy thường xuất hiện tín hiệu phân kỳ trong một số chỉ báo nhiều RSI, mình sử dụng RSI. Ok, và chúng ta có
một số cái trường hợp của sóng đẩy, một số nguyên tắc các bạn biết là ấy, trong sóng đẩy thì nó sẽ luôn có một sóng là sóng mở rộng, không nhất thiết phải luôn nhưng mà thường thường sẽ có một cái sóng mở rộng. Thì sóng mở rộng được hiểu là cái sóng lớn nhất, nó lớn hơn 1,618 lần sóng còn lại. Để mình sẽ ví dụ cho. Ví dụ ấy là trong cái này ấy, thì có thể là cái con số 3, sóng số 3 này đi rất dài này. Sau đó số 5 thì nhỏ xíu thôi, có nghĩa là sóng số 3 nó sẽ rất là dài. Hoặc có thể trong một số trường hợp là sóng sớm nhất nó rất là dài. Ok, và sóng số 3 và sóng số 5 thì coi như là gọi là nhỏ tí xíu. Đấy. Hoặc trong một số trường hợp khác thì sóng 5 nó sẽ rất là dài. Nhưng ở bất kỳ trong mọi trường hợp thì sóng 3 vẫn luôn phải là cái sóng mà nó không được ngắn nhất. Có thể nhì nhưng không được ngắn nhất. Ví dụ trong trường hợp này 1, 2, 3, 4, 5 thì cái sóng dài nhất, cái sóng mở rộng ấy, nó chính là cái sóng này. Ok, các bạn không cần quan tâm đến con số 618 nhiều. Có nghĩa là ý nó là cộng hai cái này với nhau thì nó sẽ là con này sẽ bằng 618 và 1618, và mình không quan tâm lắm, mình không quan tâm lắm. Anh em chỉ biết là nó sóng mở rộng nó sẽ mở rộng dài được, rồi anh em target theo key key level. Cái này mình chỉ anh em sao thế là đủ. Ok anh em, đấy thì khi mở rộng ấy, anh em khi mở rộng ấy mình có kể ra một cái đoạn như này là biểu cho anh em thấy có những đoạn khi mà có những sóng mở rộng ấy thì có những cái cơn sóng nhỏ của sóng mở rộng nó lại to bằng cả cái cơn sóng nhỏ cơ. Cơn sóng kia ví dụ trường hợp này bạn thấy không, ví dụ cái cơn sóng 1 thì nó chỉ có tầm này thôi, nhưng ví dụ sóng 1 của sóng 3 nó đã bằng từng này rồi, hoặc là sóng sóng 3 của sóng 3 nó bằng bằng từng này rồi, nên nó rất rất dài. Một cơn sóng nhỏ của cơn sóng 3 ấy thì nó có thể bằng hoặc là to hơn gấp đôi gấp 3 lần so với cả sóng lớn của sóng 1. Đấy, sóng nhỏ của sóng 3 có thể cao to rất nhiều lần so với sóng lớn của sóng 1. Nên là khi đếm ấy, nhiều người khi đếm 1 2 3 đúng không? Họ tưởng đây là sóng 3 đúng không? Khi hồi đây họ kiểu má nó đây không phải là sóng 3 rồi, đây không phải sóng đẩy rồi, bởi vì là nếu mà đây là sóng 3 đúng không? Sóng 4 hồi quy đến cái đoạn này thì đây không phải là sóng chuẩn rồi. Nhưng thật ra ấy, nhiều khi nhá, họ tưởng này đúng không? Nên họ định sell. Nhưng mà nhiều khi nó lại là đây là sóng 1 này, đây là sóng 2 này. Và đây tuy là phạm quy nhưng nó mới chỉ là sóng 1 của sóng 3, sau đó còn sóng 2 của sóng 3, sóng 3 của sóng 3, sóng 4 của sóng 3, sóng 5 của sóng 3 nữa rồi. Nó thấy là Elo có rất nhiều trường hợp nó bởi vì như vậy, bởi như thế vậy. Ok, là bạn phải hiểu ấy là cái mắt của bạn nó phải mở rộng ra, phải có tầm nhìn xa trông rộng. Nhìn nhiều plan cùng một lúc. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn nhìn đấy. Cơn sóng 1 nó có gắn tún này, mà cái cơn sóng 1 của cơn sóng 3 nó đã bằng bằng cơn sóng 1 lớn trước rồi. Cơn sóng 1 nhỏ của sóng 3 nó bằng cơn sóng 1 lớn rồi. Đúng không? Đấy, thế là rất nhiều người nhầm nha các bạn. Hãy nhớ về sóng mở rộng này, hãy nhớ về sóng mở rộng. Thường Elliot luôn có một sóng mở rộng. Hãy luôn nhớ về trường hợp đấy. Tiếp theo, đây cái một sóng mà mình muốn nói với bạn đây, đó chính là ấy, có một số cơn sóng 4 thì nó lại vi phạm với cả cái đỉnh đáy của sóng 1. Trong trường hợp này bạn nhìn thấy không? Sóng 4 nó vi phạm cái đỉnh của sóng 1. Thì đây gọi là sóng chéo. Trong các loại sóng đẩy chỉ có sóng chéo được phép là vi phạm cái sóng 1 rồi thôi. Vòng 4 được vi phạm sóng 1 thôi. Sóng chéo là trường hợp đặc biệt của sóng đẩy. Vì vậy nó cũng có những đặc điểm như sóng đẩy nhưng khác biệt ở chỗ sóng 4 thoái lùi vi phạm và vùng ra sóng 1. Tất cả các đặc điểm nó đều giống y xì đúc như là cái sóng đẩy. Có nghĩa là sóng 3 vẫn không phải được là sóng ngắn nhất. Đấy. Có thể là sóng ngắn nhì, có thể là sóng lớn nhì nhưng không bao giờ được là sóng ngắn nhất. Đấy. Nó chỉ có khác ở chỗ là sóng 4 được phép lùi vi phạm vào vùng giá của sóng 1. Tiếp theo là sóng chéo thì có hai loại cấu trúc là 3333 và 5353. Thì để mình nói cho bạn nghĩa là sao, ví dụ là trong một cơn sóng hội tụ đi. Cơn sóng chéo hội tụ này sử dụng rất nhiều cho bạn kiếm rất nhiều tiền với mô hình này nhé các bạn. Ví dụ như là nó thể đi này 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 kiểu thế đi. Đấy. Nhưng hoặc nó cũng để đi như này. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Đấy, nó hai trường hợp cấu trúc như vậy. Không trường hợp nào đúng hay trường hợp sai cả. Và đây là một trong những cái loại mô hình mà sẽ giúp bạn dễ phân tích và dễ kiếm tiền nhất. Đấy. Ví dụ khi bạn nhìn thấy cái mô hình này trên biểu đồ thì rất có thể nó sẽ đảo chiều. Mô hình này nó cũng được ứng dụng rộng rãi ở trong production nữa.
đây là một trong những mô hình rất hiệu quả. Nó giúp mình đoán được đỉnh của Vietnam Index là 1.500 vào năm 2021, 2022 gì đấy. Thì bởi vì mô hình này, theo lý giải của Price và SMC, thậm chí SMC cũng dùng nhá, là bởi vì các con cá mập ấy, họ muốn dụ các nhà đầu tư vào bên trong này, nên nó tạo ra những cái đợt pump, những cái đợt dump nhỏ này để những nhà đầu tư buy sell theo mô hình, sau đó nó break qua, là đám đông tập trung vào trong những cái mô hình sideways này và nó chỉ đi theo chiều ngược lại. Đây là một trong những mô hình khá là hiệu quả, và để áp dụng nó mọi lúc, rất nhiều cái trường hợp và sẽ phải sử dụng nó. Okay, rất nhiều cái trường hợp và sẽ phải sử dụng nó. Một trong những mô hình kiếm tiền khá tốt. Đấy, nếu bạn không biết gì về Elot, ngày xưa ấy, mình không giỏi lắm về Elot, mình chỉ luyện cái sóng chéo thôi, chỉ luyện cái mô hình hội tụ thôi và vẫn kiếm được tiền. Ok. Có loại sóng phụ nữa là sóng chéo, vẫn là sóng chéo mở rộng, là sóng chéo thành cái loa. Sao? Nó sẽ mở ra hai bên như này. Và nó vẫn y như cái sóng chéo nãy thôi, vẫn y như cái sóng chéo hội tụ. Mỗi tội là nó sẽ bành ra to to này này. Đấy, 1 2 3 4 5 xong rồi xuống, đấy, kiểu thế. Đấy. Easy đúc, sóng này hơi khó đếm nhưng mà cũng được. Trong sóng chéo, cấu trúc 333 xuất hiện phổ biến hơn. Cấu trúc 53535 chuẩn. Ok. Sóng chéo rất ít khi xảy ra. Tiếp theo là chúng ta sẽ sóng chéo khởi đầu. Các bạn biết ý, cái luật của sóng chéo là như nào? Các là sóng chéo bao gồm sóng chéo mở rộng và sóng chéo hội tụ đúng không? Thì chúng ta gọi chung là sóng chéo đi. Thì sóng chéo ấy nó chỉ được nằm ở những vị trí sau đây. Sóng chéo nó chỉ được nằm ở vị trí thứ nhất là sóng 1 hoặc vị trí số 5 là sóng 5. Sóng chéo chỉ được nằm ở vị trí sóng 1, sóng 5, sóng A hoặc sóng C. Không bao giờ được phép nằm ở trong sóng B và sóng điều chỉnh. Trong trường hợp này bạn nhìn thấy không? Sóng 1, sóng A đúng không? Đấy. Và trường hợp khác, sóng chéo kết thúc thì nó có thể nằm ở sóng 5 hoặc sóng C, nhưng không bao giờ nó nằm ở trong một cơn sóng điều chỉnh. Không bao giờ nó nằm ở trong sóng WXY, không bao giờ nó nằm ở trong cơn sóng 2, không bao giờ nó nằm trong cơn sóng 4. Và ghi nốt cho mình nhá. Sóng chéo tất nhiên là bao gồm mở rộng và hội tụ. Chỉ nằm ở sóng 1, 5, AC. Nó không nằm trong sóng 3 nhá. Không nằm trong sóng 3. Nhớ nha anh em, không nằm trong sóng 3. Tiếp theo chúng ta sẽ nói một chút về... Hết chưa? Sóng cụt. Wow. Cuối cùng là sóng cụt. Sóng cụt thì nó y xì đúc như sóng đẩy. Ok. Sóng 1 ấy, nó y xì đúc như sóng 7. Tất cả những cái lý thuyết của sóng đẩy bao gồm sóng 4 vi phạm sóng 1 các thứ, y xì đúc sóng đẩy. Là sóng đầu tiên chúng ta học ấy. Sóng cụt nó y xì đúc sóng đẩy, nó chính là sóng đẩy. Mỗi tội này, cái sóng 5 này này, nó không vượt quá sóng 3, nó chỉ dừng ở đây thôi. Dừng có thể hơn sóng 3 một tí, quét lên khoảng sóng 3 hoặc là gần đến sóng 3 thì nó quay đầu. Thế đây sóng cụt. Sóng cụt là sự thất bại của việc phá vỡ cấu trúc của sóng 3. Nghĩa là nó sóng 5 đẩy lên nhưng mà đẩy nó yếu, nó không vượt qua hẳn ở sóng 3 được và nó đảo chiều xuống rồi. Thì đây là sóng cụt. Đấy, cụt đấy, nó cụt cái phần đầu ấy, cụt cái phần cuối đấy. Và sóng cụt đấy, thường sau khi xảy ra sóng cụt, giá nó sẽ đảo chiều khá nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì là sóng cụt là dấu hiệu rất rõ cho thấy sự tăng hoặc giảm giá xảy ra trước đó đã kết thúc và khả năng đảo chiều giá sẽ xảy ra rất mạnh, nhanh và mạnh. Nếu mà ví dụ trong trường hợp tăng ấy mà lực đẩy vẫn còn mạnh đúng không thì nó phải vượt qua rồi đúng không? Nhưng mà đây nó không vượt qua, nó chỉ đẩy đến tí xong rồi nó đảo chiều xuống thì khả năng nó sideways và nó đảo chiều mạnh là rất cao. Ok. Đấy, và chúng ta đã biết qua những cái loại sóng này, đã đi qua phần lý thuyết và mình sẽ chỉ cho bạn cái phần mà chúng ta một chút liên quan đến kiến thức thực hành. Mình không biết các bạn có hứng thú với phần này không. Và mình biết là đây là Hoàng Ngại Trading. Đây, Hoàng Ngại Test Trading. Test Trading, tại sao ghi Test Trading? Bởi vì là trong cái Notion của mình ấy thì mình có tạo ra một cái tài khoản, gọi là cái tài khoản để mình test. Đó là không, cái này là lên thêm 100 nữa. Thì mình test một cái tài khoản từ 1.000 đô và mình sẽ cố gắng đánh lên 2.000 đô để test cái phương pháp mới. Là nó là Elliott kết hợp với SMC. Cái Elliott kết hợp với SMC. Các bạn biết là từ trước mình đâu đó đánh một R của mình, từ trước đến giờ R của mình đâu đó khoảng 150 đô đến 200 đô cho một lệnh. Thì đối với tài khoản này mình đánh kỷ luật vốn hơn thì mình chỉ đánh đâu đó khoảng 40 đến 50 đô cho một lệnh. 40 50 đô cho một lệnh. Đây không phải là mình lỗ 100 đô nhá. Đây chỉ kiểu như là cái Notion nó bị lỗi. Đây, Notion bị lỗi.
ra mình vừa có một kèo lãi thêm 100 đô nữa thì nó phải là thêm là 100 108 4 5 đô kiểu kiểu thế. Thế tí nữa mình cho thêm, tí nữa mình cho thêm. Thì nói chung là mình chỉ còn đó khoảng 150 đô nữa thôi là mình sẽ chính thức x2 tài khoản. Mình đã từng đăng trên cái Facebook của mình là nếu mà mình test cái tài khoản này mà x2 thì có nghĩa là cái phương pháp Elliott với cả LMC của mình nó hoạt động hiệu quả, thì lúc ấy mình sẽ sang cái tài khoản chính thức giai đoạn 2 của mình và mình sẽ truyền tải những kiến thức thực chiến kết hợp Elliott và LMC với anh em. Còn bây giờ vẫn chưa xong thì chúng ta cứ đi về Elliott chính thống đã. Và trong cái này, kèo này thì mình cũng sử dụng cái sóng chuyển động khá là nhiều, chúng ta sẽ cùng nhau xem qua nhá. Đấy, mình hiểu là số tiền nhỏ sẽ khiến các bạn cảm thấy cái này chả có gì cả, nhưng mà đấy, bây giờ chính thật ra trong này thôi, trong này thôi. Thật ra mình đã x2 từ một thời gian khá lâu rồi. Mình có biết là ấy, cái mình chuyên giao dịch theo giây, cái phí giao dịch mình rất cao và mình được hoàn phí mỗi tháng. Tháng trước mình được hoàn 60 mấy đô, tháng này thì còn 4.000 nữa thôi và mình cũng nghĩ là mình sẽ hoàn được 80 mấy đô. Đấy, chưa kể là sàn IC nó còn cung cấp cho mình một cái event gọi là event giao dịch 15 lot, thì mình sẽ được 100 đô tiền tư chấp thuật. Nên về cơ bản ấy, cộng những cái đấy vào ấy là mình đã x2 rồi, cộng cái phí giao dịch mình được hoàn, cộng với event là mình được x2 đúng không? Trading phải tối ưu mọi thứ đúng không? Là mình đã nhẽ x2 rồi. Nhưng bây giờ ấy thì nó là bây giờ là không tính mấy phí giao dịch, thì chúng ta có 1850, có nghĩa là còn 150 đô nữa là mình sẽ chính thức x2 và chính thức mình sẽ công bố cái phương pháp Elliott kết hợp với AMC. Thôi được rồi, bỏ qua vấn đề đấy, mình hiểu cái số tiền nhỏ sẽ không khiến các bạn hứng thú, nhưng mà hãy nhìn vào đây đi, đây là một cái tài khoản mình đánh khá là nghiêm túc, nó đủ để mình nghĩ là thường ngày đủ data để chứng minh là phương pháp nó có thể hoạt động rồi. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi một số cái test, có một kèo này mình chưa ghi vào trong nhật ký nhưng mà mình sẽ backtest luôn cho bạn. Đầu tiên là chính là kèo này, ok, kèo gần nhất là kèo đánh test vui mà mình mua được máy tính mới này. Ok anh em, kèo gần nhất của mình kèo này. Mình chỉ anh em cách mà mình sử dụng cái sóng chuyển động nhá. Thì các bạn hiểu ấy, một khi nó xuất hiện sóng chuyển động thì chỉ có hai trường hợp. Nếu mà gọi là sóng chuyển động, gọi là sóng tiền, mình sẽ có hai loại sóng: sóng chuyển động tiền và sóng chuyển động hậu. Sóng chuyển động hậu là sóng chuyển động kết thúc là sao? Kết thúc là ví dụ như là, hoặc là kết thúc là sóng chuyển động từ sau. Nghĩa là sao nhỉ? Sao giải thích nhỉ? Ví dụ như là cái sóng khởi đầu đúng không? Sóng khởi đầu gọi là sóng tiền. Ví dụ đây là cơn sóng chuyển động, đây là cảm xuống tăng đi. Sau tự dưng chúng ta nhìn thấy một cơn sóng chuyển động giảm đầu tiên thì nó gọi là sóng tiền, nghĩa là sóng đầu tiên. Đấy, tiền là đầu tiên, hoặc là sóng đem tiền về ấy, nên là sóng tiền. Còn những cơn sóng sau, ví dụ khi nó hồi lên như này. Đấy, xong rồi nó xuống này, những cơn sóng sau ấy thì gọi là cơn sóng hậu. Hậu, mình không quan tâm đến hậu nữa, mình chỉ quan tâm đến sóng tiền thôi. Ví dụ trong trường hợp này, mình đã sử dụng sóng tiền để giao dịch. Ok, sóng tiền để giao dịch. Tất nhiên anh em hỏi là ví dụ đây cũng là sóng 5 hay sao? Ví dụ... Anh em hỏi mình là đây cũng là sóng 5, 1, 2, 3, 4, 5 cũng là sóng tiền, tại sao mày không giao dịch? Vì đây là sóng 5 đầu tiên đúng không? Đang trend tăng, đang đẩy tăng, tại sao mình không giao dịch cái sóng 5 này? Thì bởi vì mình biết đây là sóng phẳng. Ok, phải biết là sóng phẳng. 1, 2, 3, mình đếm đây là sóng 3 rồi, sau đó đây là sóng phẳng. Nhưng mà mình lại buy sóng tiền này, bởi vì sao? Đây là sau một cơn sóng điều chỉnh đúng không? Sau một cơn sóng điều chỉnh. Đấy. Thì đây ví dụ có thể sóng A, B, C hoặc là sóng 1, 2, 3, 4, 5. Không biết là trường hợp nào, nhưng mà mua đều có lợi cả. Thì cho chúng ta có sóng tiền, sẽ là sóng, ví dụ đây là sóng chuyển động đầu tiên trong xu hướng tăng. Xu hướng tăng đã kết thúc đúng không? Từ đoạn này sideways kết thúc rồi. Đấy, là bây giờ nó tự dưng nó lại có một cơn sóng phá qua cái cấu trúc này. Và nó hình thành ra cơn sóng chuyển động đầu tiên, là cơn sóng 5 đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5. Thì đây chính là cơn sóng tiền. Ok, cơn sóng tiền. Và cơn sóng sau khi nhìn thấy cơn sóng tiền ấy, thì mình quyết định là mua. Cách mua khi thấy cơn sóng tiền ấy là đợi ABC là mua thôi. ABC là mua thôi. Và thực tế là mình đã mua ở đây. Mua ở đây. Stop out đây. Take profit tại đây. Tại sao mình mua mình sẽ giải thích sau, liên quan đến vấn đề yếu tố Fibonacci và Volume Profile. Nhưng mà bây giờ là sóng tiền, thế là mình mua. Đấy. Hoặc chỉ anh em có thể mua sóng tiền này. Đây là xu hướng giảm và đây là sóng tiền đầu tiên trong xu hướng đấy. Nó vẫn chưa đi qua cái sóng này. Sóng tiền đầu tiên này lên đây. Nhưng mà những cơn sóng sau thì chúng ta lại không thể mua. Bởi vì sao? Những sóng sau là những cái sóng hậu rồi. Sóng hậu là ví dụ như là bạn biết đấy, đây trong trường hợp đúng không, nếu một khi mà đi ra sóng 5, sóng tiền đầu tiên rồi, sóng đầu tiên, sóng 5 đầu tiên trong một xu hướng,
sóng lòng đầu tiên đúng không? Thì chỉ có hai trường hợp thôi, à chỉ có ba trường hợp. Một là sóng 1, 2, 3, 4, 5. Trường hợp thứ nhất là như thế. Trường hợp thứ hai cho Eidos chỉ có 3 trường hợp khi đi ra sóng tiền đầu tiên thôi, là A, B, C. Còn trường hợp thứ ba là trước đấy, trước đấy nó là một cơn sóng WXY đấy, là cơn sóng ABC thì nó xuống một cơn sóng phẳng đấy xuống. Có với là có hai trường hợp tăng nhé, khi mà sóng có sóng tiền ấy thì có hai trường hợp. Một là trường hợp nó sẽ tăng là 1 2 3 4 5, đúng không? 1 2 3 4 5 thì quanh xuống bay lên là kiểu gì cũng ăn đấy. Trường hợp thứ hai là ABC đúng không, thì vẫn canh xuống bay lên là kiểu gì cũng ăn. Còn trường hợp thứ ba mới là trường hợp bị hay bị stop loss này đấy, là nó đi theo kiểu sóng sóng phẳng là ba tí nó mới dậy sóng áo buổi sau mới dậy sóng phẳng nhá, nhưng mà nó là sóng phẳng nên là sóng đằng trước của nó sóng 3 3 3 thì đây mới bị xuống như này. Chỉ cần và khi mà mình nhìn ở đây, ví dụ khi mà mình nhìn ở đây đúng không, đây là sóng tiền nhưng mà mình quyết định không bán ở đây bởi vì mình biết là đây là sóng phẳng 3 3 5, mình biết đây là sóng phẳng mình không mua. Nhưng mà đây ấy, đây là sóng 5 rồi, đây là sóng 5 rồi, nó không phải là sóng 3 đúng không, thì không xảy ra trường hợp sóng phẳng. Thế là mình nhận định đây là sóng tiền, mình mua lên đấy. Tương tự trường hợp này 1 2 3 4 5 lên đâu, không thể nào sóng tiền, không thể nào sóng phẳng được, không phải sóng phẳng được đấy. Mình không nhìn thấy bất kỳ một cái cơn sóng phẳng, cái cơn sóng phẳng nào, không nhìn thấy cấu trúc 3 3 3 nào, không nhìn trúc 3 3 5 nào, mà chỉ có cấu trúc 3 5 bình thường thôi, đúng không? Thì chúng ta sẽ coi đây là sóng tiền, canh xuống mua lên. Hãy nhớ về sóng tiền và sóng kia, ví dụ trong trường hợp này trong một xu hướng giảm như này đúng không, à nó xuất hiện cơn sóng như này thì đây chính xác là cơn sóng tiền đấy. Đếm nếu mà vào khung thời gian nhỏ hơn không 1 giây mà đếm nó đầy đủ 5 sóng thì đây là cơn sóng tiền đấy. Thì hãy nhớ là cơn sóng chuyển động, cái cơn sóng chuyển động, vậy chuyển động nó bao gồm bao nhiêu sóng, không chuyển động bao gồm 3 sóng, sóng đẩy, sóng cụt, sóng chéo, đúng không? 3 sóng. Thì sóng đầu tiên của một xu hướng sẽ là sóng tiền, gọi nó sóng tiền bởi vì sóng nó là tiền, viết tắt của tiền đề là đầu tiên. Còn những cái sóng sau ấy là cái sóng hậu kết, đúng không? Hoặc là cái sóng tiền này cũng mang nghĩa là tiền về, cứ xuất hiện sóng tiền là chúng ta sẽ có tiền để chúng ta chơi. Đó, là chúng ta đã chơi rồi chúng ta sẽ có tiền. Thế là mình đặt tên là sóng tiền, là sóng đầu tiên của một xu hướng. Đấy, mà khi mà xuất hiện sóng tiền ấy chỉ có hai trường hợp, à ba trường hợp, một là ABCDE, à một là ABC, hai là 1 2 3 4 5, ba là sóng phẳng. Nhưng mà nếu mà chúng ta phòng tránh, chúng ta nhìn có nhận ra là ok, đây không phải là sóng phẳng thì khả năng chỉ có thể là ABCD, à ABC hoặc là 1 2 3 4 5 mà chúng ta giao dịch mua. Đấy. Một số mẹo để chúng ta sử dụng sóng tiền chiến thắng. Đây là mình phổ biến liên quan sóng tiền đấy nhá, sóng tiền nhá. Một số mẹo để chúng ta sử dụng sóng tiền chiến thắng này, bắt buộc kỹ năng bắt buộc khi chúng ta sử dụng sóng tiền chiến thắng này, bởi vì mình gần như 100% kèo mình là sử dụng sóng tiền. Kỹ thuật để dùng sóng tiền chiến thắng, kỹ thuật bắt buộc nhá, bắt buộc nhá, bắt buộc phải học qua sóng phẳng. Sóng phẳng thì anh em sẽ nộp môn giao học trước nhá, còn anh em YouTube thì phải đợi vài tháng nữa. Bắt buộc phải học qua sóng phẳng. Ok, học qua sóng phẳng và học cách nhận biết sóng phẳng. Nếu không thì nó sẽ vừa ở trường hợp thứ ba, trường hợp đi theo chiều ngược lại chúng ta muốn sóng tiền ấy. Chúng ta có hai plan sẽ chiến thắng và một plan là nó đi thì sóng phẳng nó sẽ thua. Đúng không? Và chúng ta sẽ không muốn rơi vào trường hợp sóng phẳng. Trường hợp thứ ba chúng ta sẽ thua. Chúng ta phải học qua sóng phẳng, chúng ta nhận biết và chúng ta phòng tránh. Tiếp theo là theo xu hướng. Không theo xu hướng được, mà theo xu hướng thì khả năng thắng cao hơn. Đấy. Trong trường hợp này, bạn phải hiểu ấy. Nhìn mặt tổng kết, lúc ấy bias không phải theo xu hướng, mà theo bias. Theo bias, đúng không? Và theo bias thì ngay từ đầu ấy, mình nhận định đây là sóng kiểu quét thanh khoản đây đúng không? Quét thanh khoản, sau khi quét thanh khoản mà đi lên ấy, là đi lên trên này. Thì vốn dĩ là bias của mình là lên trên này rồi. Thế là khi mình mua ở đây, mình rất là tự tin. Ít nhất lên đây là TB1 của mình, lên đây là TB2 của mình là xong. Đấy, mình rất tự tin. Theo bias, xác định bias thế nào ấy, thì một là bạn phải học thêm Elliott để bạn có nâng cao kỹ năng xác định bias, hoặc hai là cứ theo trend, ví dụ trend giảm này thì chắc là bias là giảm. Đấy, cứ theo trend, trend là dễ nhất đúng không? Đấy, ví dụ xu hướng giảm này đúng không, xu hướng giảm này đây
Ở trong trường máy không? Sóng 5 đây, nhìn đồ, sóng 5 đây. 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Mua không? Sao mua được? Đang xu hướng giảm mà. Xu hướng giảm không những thế, nó lại còn sóng 3. Sóng 3. Đấy, nó đi theo kiểu sóng mở rộng cơ, sóng phẳng mở rộng cơ. Đấy. Thế là nhiều người rất là hay mắc sai lầm ở đây. Là chết ngay. Là phải đi theo xu hướng, theo bias. Elliot đấy, nó là một cái rất nhiều plan. Các bạn vẽ bỏ cái này đi, các bạn coi đây là sóng chuyển động, các bạn mua lên từ đây nó cũng đúng nhá, theo luật nó vẫn đúng nhá. Nhưng mà bởi vì nó Elliot là một phương pháp đa dạng các plan khác nhau, nhiều plan khác nhau, thế nên là cái chọn cái plan nào mà có tỷ lệ thắng cao nhất, và plan có tỷ lệ thắng cao nhất sẽ là plan nó theo bias, nó theo xu hướng, hợp lý không? Ok, thì hai kỹ thuật này bắt buộc phải biết sử dụng tiền chiến thắng. Đấy, ví dụ nhá, trong một cái xu hướng giảm như này đúng không? Một xu hướng giảm như này. Đấy, cứ xu hướng giảm này, mình không biết sóng như nào nó cứ đi giảm giảm này. Xong rồi tự dưng có một cơn sóng 3 này, 1 2 3, sóng 3 biết là điều chỉnh đúng không? Mình không biết là lên đây mà cứ cho sóng 3. Đấy, sau đó nó ra một cơn sóng. Thì lúc ấy nếu bạn sell bây giờ vẫn mạo hiểm, vẫn mạo hiểm. Và phải đợi một cơn sóng xác nhận, nó gọi là sóng tiền, sóng tiền là sóng nhận. 1 2 3 4 5. Khi mà có sóng tiền xác nhận rồi, xu hướng giảm, sóng điều chỉnh lại có sóng tiền xác nhận, thì hoàn toàn là đợi lên đây rồi bán xuống tận dưới đáy này, sâu hơn nữa 4 đến 5 euro hoàn toàn có thể mình sử dụng suốt. Ok, phải theo xu hướng, phải theo bias. Ok, và mình sẽ tìm ra bạn một vài ví dụ nhé, vài ví dụ cái này có gì đấy, không đi kiểu này, kiểu này bị stop loss, kiểu này như bị stop loss luôn, chính xác là kiểu này đi, kiểu này rất đẹp, kiểu này rất đẹp, mình không biết là kiểu nào nhưng kiểu này rất đẹp. Về cơ bản thì nó cũng cũng thế thôi các bạn, nó cũng là sóng tiền thôi, nhưng mà mình không biết là ví dụ ở đâu nhỉ? Quên mất là kiểu hôm đấy là kiểu nào, kiểu hôm đấy là kiểu cha nhỉ, kiểu này đúng không? Ngày bao nhiêu à? Ngày 24, 24. 24 ở trên này. Chả hiểu cái gì. Ở mức giá 24, 16, 24, 16. Khả năng đây à? Hai tư mười bốn, tư mười sáu. Khả năng là sóng này, khả năng là cái này. Chọn xem nhé. Đầu tiên đấy. Đầu tiên là xác định bias. Đầu tiên là xác định bias. Trong trường hợp này, cho dù xu hướng tổng xu hướng tăng, nhưng mà ở đây mình có thể thấy rõ ràng là nó đã quét thanh khoản của cái đỉnh này, sau đó hình thành sharp turn. Bắt đầu mình đã tính sell ở đây rồi nhưng mình lỡ kèo sharp turn đúng không, do nó phá hẳn xuống dưới, phá hẳn cấu trúc như này. Vậy trong trường hợp này bạn có thể dễ dàng thấy được rằng ấy, giá đang nhắm tới đây, vậy bias sẽ là giảm tới đây. Nếu bias sẽ là giảm tới đây rồi mà giá là còn hình thành ra, giá là còn hình thành ra cái sóng 1 2 3 4 5 nữa. Đây, 1 2 3 4 5. Đúng không? Để sóng tiền đúng không? Thì chỉ có nước giao dịch thôi, mình đợi hồi lên quanh đây rồi mình giao dịch sell xuống. Đấy, để sóng tiền, có sóng tiền rồi. Nhiều bạn hỏi là ok, nên sóng 3 3. Ví dụ đây sóng 3 này, ví dụ đây sóng 3, bởi vì mình có hai trường hợp nhá. Một đây là sóng 3, sau đây là sóng 1 2 3 4 5. Thì đây sẽ là sóng 1 2 3 4 5 giảm này. Đây hoàn toàn có thể nhá, bởi vì đây khả năng cao sẽ là sóng 5. Đấy. Nhưng mà cứ cho trường hợp phụ. Nếu mà đây là sóng 3 thì nếu mà đây là sóng phẳng thì sao? Sóng phẳng ấy thì thường nó quét trên đỉnh này, thường nhá, quét trên đỉnh này thì nó sẽ quét xuống dưới đỉnh này, bởi vì đây sẽ là sóng mở rộng, thường nó sẽ rơi sóng mở rộng. Còn sóng phẳng liên tục rất là ít. Nói chung là bạn phải học sóng phẳng mới biết.
Thì nói chung là bởi vì sau khi phân tích xác suất thì mình nhận ra là cái plan mà sell có đây là khả thi hơn. Đây sẽ là sóng tiền. Một là ABC, đúng không? Thì đây là chốt là coi như ngon rồi. Một là ABC, hai là 1, 2, 3, 4, 5 thì nó sẽ giảm sâu nữa. Đấy, còn trường hợp phụ là đến đây thôi là nó phi lên rồi, kết thúc rồi. Kết thúc là nó sẽ là sóng phẳng liên tục lên, nhưng mà sóng phẳng liên tục nó cực kỳ ít khi xảy ra. Và ngoài ra ấy, thì khi mình đếm ở đây kỹ thì đây là sóng 5 chứ không phải là sóng 3. Đây là sóng 5 chứ không phải sóng 3. Thế nên ấy, trường hợp xảy ra sóng phẳng liên tục, sóng phẳng nó rất ít, sóng rất thấp vẫn có khả năng xảy ra nhưng rất thấp. Và kèo này mình đã chiến thắng. Đấy. Đấy, một chút cho bạn về kinh nghiệm nha, từ chiến nha. Kèo này hình như mình sell ngay đỉnh. Sell đỉnh cao. Đây à, kèo này sell đó. Đúng không nhỉ? Đúng kiểu đấy à? À không. Mình sell ở quanh đây này, đúng rồi. Stop loss ở đây. Ở đây mình còn bựa hơn cho bạn, đấy nha. Đúng rồi, lúc đấy là mình nghĩ là ok, trường hợp có hai plan là thuyên hướng giảm rồi, hoàn toàn có thể sell ở đây, stop loss ở đây. Nhưng mà nó vẫn còn một trường hợp tăng nữa, vẫn còn một trường hợp xu hướng tăng nữa. Là mình lại không muốn có rủi ro. Thế nên là khi mà mình nhận ra là bias để giảm không? Bias khung thời gian lớn là giảm rồi. Sau đó sóng này nó đang bình thường không? Thì nó chuyển hướng giảm. Và cái sóng nhỏ nhỏ này, mình vào khung 1 giây mình đếm rồi. Và khung 1 giây đếm rồi thì nó lại chính xác là cái sóng chuyển động. Đấy, nó là sóng chuyển động. Vậy đây chúng ta có một cái plan lớn và đây là sóng tiền rồi. Và sau đó chúng ta lại có một cái plan nhỏ và có sóng tiền nhỏ hơn nữa. Đấy. Vậy thì đây đúng không? Kiểu một kèo mà bias trong bias, xu hướng trong xu hướng. Xu hướng giảm đã nói rồi, xong rồi xu hướng giảm mà không lớn hơn lại vào có một cái sóng nhỏ, tiền đến xác nhận nó không nhỏ hơn. Và vào đây thì nó quá đẹp, 4R, nhưng mà không hối tiếc gì cả. Sau đó nó đi sideways lúc này mình cũng hơi tâm lý một chút đấy. Nó đi sóng phẳng, sau đó nó xuống. Đó, chúng mình chiến thắng. Ok, giải thích cho bạn một chút về kiến thức kinh nghiệm thực chiến. Bài học sóng phẳng cơ gì à? Mình đã bị thua kèo này trước đấy và mình đã thắng. Nhưng mà kèo này lâu quá rồi, mình cũng lười tra lại lắm. Nốt ví dụ này nhá. GZ, con này khỏi biết từ bao giờ. GZ mình lúc ấy thua, sáng hôm đấy thua đó mấy kèo? 2 kèo. Xong rồi mới thắng được phát thôi. Lỡ liên tục. Đây, chính xác kèo này. Kèo này đúng không? ABC đúng không? Không phải ABC này, không phải ABC này. À đây, nó là cái này. Cơm, thống ghê. Ok, giải thích cho bạn nhá. Thì cái này mình còn chả đếm sóng trước. Đầu tiên ấy là mình chỉ biết là xu hướng giảm. Một xu hướng giảm rất lớn đấy, mình không thể đếm sóng trước luôn. Mình chỉ biết đây là một xu hướng giảm rất lớn. Và đối với một xu hướng giảm như này, ví dụ bạn này nhìn thấy cơn sóng này đúng không? Cơn sóng này đi lên đây đúng không, chạm vào những vùng cản này và nó xuống, đi theo một xu hướng giảm, nó xuống không, xuống đâu, xuống ít nhất là xuống cái đáy này. Có trong cái thời điểm ấy gọi là trend bias đúng không, bias nó sẽ xuống cái đáy này. Đây là của kiến thức của MC nhá, một chút kiến thức MC nhá. Và sau đó nếu bias xuống cái đáy này ấy, thì mình sẽ chỉ chờ cơ hội để sell thôi. Trong lúc mình chỉ có cơ hội sell ấy, thì mình sẽ tìm cơn sóng điều chỉnh để mình sell. Cơn sóng điều chỉnh chúng ta có cái cơn sóng này. Đấy. Ban đầu là mình nghĩ là đây là sóng 3, hiểu không? 3 này, xong rồi 3 này, 5 lên này, mình đi sell ở đây nhưng mà sau đó mới stop loss. Đấy, kèo này bị stop loss này. Nhưng mà không sao cả, mình gỡ lại kèo này. Thì hóa ra là đây là sóng loa. Đấy, mình rất là không thích sóng loa, mình không đếm quen sóng loa. Mình tưởng đây là sóng kiểu đây, đấy nhá, nếu mà mình biết mình để ý đây là cái sóng kiểu không phải là sóng 3 thì mình đã mua ở đây rồi, mua ở dưới này rồi. 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Đây là sóng loa, đây không phải sóng 3, đây là sóng chuyển động, sóng xéo mở rộng. 1, 2, 3, 4, 5. Thế là mình không để ý. Nhưng mà hóa ra là sau khi đến đây mình ăn stop loss thì mình biết là ok, đây là A, đây là B. Rồi mình đựng một sóng C. Trong lúc mình đựng sóng C thì mình thấy là nó mình kẻ một cái cản đây và mình mong giá chạm cái cản này. Nhưng mà giá không chạm cái cản này mà nó xuống. Và xuống ấy thì mình vẫn chưa sell luôn, chưa sell đỉnh này, chưa sell luôn. Mình bây giờ mình có bias giảm đúng không? Bias không gian lớn là giảm đúng không? Đấy, nhưng mà mình không đợi, mình lại vào không gian nhỏ hơn nữa. Mình phải đợi nó phá vỡ cấu trúc này. Đấy. Và xuất hiện ra một cơn sóng tiền siêu nhỏ ở đây. Và chính xác đây chính là kèo đếm theo giây của mình. Mình đánh theo giây các bạn ạ. Đấy. Một cái cơn sóng tiền siêu nhỏ.
và mình đếm bằng cái mắt mình, đây không phải đếm kỹ đâu, đây chỉ là đếm qua loa nhá các bạn, đếm qua loa thôi, thì khả năng ấy 8-9 phần đây là cái cơn sóng phẳng, cơn sóng chuyển động, sóng chuyển động, cơn sóng đẩy, đúng hay không mình không cần biết. Đấy, đáng nhẽ mình xem ở đây rồi nhưng mà mình phải đợi xác nhận mình xem ở đây. Đấy, sau khi mà nó thì mình có xác nhận này rồi, thường ấy sóng cứ đẩy thẳng mạnh này, các bạn cứ đoán là đẩy, mình cứ đoán nó đẩy đi. Đấy, thì nó lên đây thì mình quyết định sell, sell khi nó hồi, có nghĩa là đây là sóng tiền đúng không, sóng tiền, cứ sóng tiền là mình sẽ sell để mình kiếm lời, và mình đã kiếm rất nhiều tiền từ cái con sóng tiền này. Nó cái sóng tiền là khác, sắp tới thì mình sẽ nâng cấp cái phương pháp này lên cái tài khoản chính. Bựa thật, cái phương pháp này nhá, trong tháng này mình ăn đâu đó khoảng 25R, thậm chí là 30R nếu không tính phí giao dịch, 25R trong tháng, và mình cực kỳ lười giao dịch, bạn hiểu ấy, có những ngày đây, ngày 5, ngày 6 xong rồi mình bỏ ra, bỏ mười mấy ngày không giao dịch, có dịch giao dịch ít cũng lười ghi luôn, nói là nếu mà mình giao dịch mỗi ngày phương pháp này thì có khi là nó sẽ lên đến 30-40 ER một tháng, nếu mà đánh 2% thôi hoặc 3% một tháng thôi sẽ x2 đấy. Còn trong trường hợp mình đánh 4% một tháng là gần x2 à, 4% một tháng gần x2 à, 4% một tháng và nhân với 30 ER là đánh x100 à, lên 120% tài khoản rồi, nhưng mà tính phí giao dịch nữa, phí giao dịch hơi cao đấy, nhưng mà thêm phí giao dịch vào mình ok lãi hết rồi, và mình có giao dịch ít nữa chứ, đấy là chỉ lãi 25 R đổ tầm đấy, 25 R. Ok, thì nay chỉ thế thôi. Okay. À, mình sẽ không chỉ đấy, mình không thể chỉ cho bạn hết được liên quan đến kiến thức thực chiến. Mình chỉ cho bạn một số kiến thức gọi là qua loa, một số cái hướng đi thôi. Hướng đi để bạn thực chiến với sóng tiền. Nhớ cái từ khóa sóng tiền nhé. Đấy ví dụ đây là cái xu hướng giảm, không? Xu hướng giảm này. Đấy. Một cái xu hướng giảm. Và sau đó là nó chạm vào cái key level này, đấy chạm key level này. Thì mà nó đi sóng điều chỉnh nhá, sóng điều chỉnh đúng không? Các bạn thấy ngay sau đấy nó đi sóng sóng gì ạ? 1, 2, 3, 4, 5 sóng tiền, tất nhiên rồi nó đi sóng tiền. Mà khi đi sóng tiền rồi chúng ta chỉ cánh sell thôi, bạn cánh sell là ví dụ ở đây này, đo lại biết đấy đúng không? Đây thấy vùng này khá đẹp, chúng ta cánh sell, bạn hoàn toàn có thể cánh sell ở vùng này, stop loss đây, take profit thì có thể là xuống dưới đáy những cái thấp hơn như này đúng không? Đấy. À, còn đối với mình ấy thì mình chuyên ra chơi kiểu như là mình sẽ vào khung thời gian nhỏ hơn nữa, ví dụ trong trường hợp này không, ví dụ bias là giảm rồi, không? Ví dụ đây là bias giảm một lớp rồi thì mình chơi giảm hai lớp cơ, là vào khung thời gian nhỏ hơn hai lớp cơ. Đấy, trong trường hợp này là nó xuống tận đây, đấy, nó phải có xác nhận xuống đây đúng không, xong rồi có, nếu mà đây là sóng tiền thì tốt, đây là sóng tiền thì tốt, mình sẽ đếm xong phải sóng tiền không, cái này mình không vào được, cái này không vào được, mình đếm xem phải sóng tiền hay không. Cái này thì nó sóng tiền đấy, 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Đấy, bạn sell ở đây đúng không? Và xuống 2 cấp. Xuống 2 cấp. Đấy, xong rồi bạn hoàn toàn có thể take profit tại 10 R. Thay vì bình thường nãy take được 2 phải mấy R, bây giờ 10 R. Còn nếu bạn muốn một kèo, muốn kèo kiểu nó 20 R, 30 R đi, thì bạn cũng làm một thao tác y như vậy. Ví dụ đây không phải khung 5 giây mà nó không lớn hơn đi, mà thao tác như vậy, đây là sóng tiền đúng không, thì là bạn lại vào khung thời gian nhỏ hơn nữa. Đấy, ví dụ sóng này đi, bạn nhận ra đây sóng này sóng tiền, và đợi nó hồi lên, bạn sell, bạn stop loss ở đây, và sau đó bạn sẽ ăn một khoảng dài như này. Tất nhiên ấy là cái tỷ lệ thắng của bạn không thể nào cao được, nhưng mà đúng là thật là một kèo của bạn ăn ấy là bạn sẽ ăn ốm luôn, ăn một kèo cả tháng ăn. Đấy, ví dụ sell ở đây đúng không, stop trên này thì ăn đây là khoảng vài chục r, gần trăm r, không biết nữa. Bạn hiểu ý mình không? Có nghĩa là ấy, nếu bạn muốn một cái tỷ lệ RR cao và win rate thấp cũng được, thì bạn sẽ vào những khung thời gian nhỏ hơn để phân tích những khung thời gian nhỏ hơn nữa. Đấy, càng vào càng nhỏ, đánh những cái sóng nhỏ hơn. Nhưng mà nếu bạn thích tỷ lệ win lớn, đánh RR bình thường thôi, thì hoàn toàn có thể như này. Và như này, đấy, sell trực tiếp, sell ở đây luôn, stop ở đây luôn, check profit dưới đáy này. Thậm chí có thể gồng thêm nữa, bởi vì sóng nó đang xung giảm kiểu gì nó sẽ phá cái đáy, đúng không? TP1 ở đây. Sau đó sóc dương còn lại gồng này ăn rất nhiều đúng không, kiểu gì trả được nó khoảng 3 rồi. Thôi rồi, bánh vẽ thôi thấy nhau anh em này. Sắp tới tôi công bố nốt cái passview tài khoản này, passview thì mình công bố nhiều lắm rồi này. Đây là cái tài khoản thứ 5 chưa hay thứ 4 năm thứ 4 đúng không, lần trước toàn passview mấy tài khoản kiểu
50, 60 đô đánh lên vài nghìn đô, 300 đô đánh lên vài nghìn đô, chục nghìn đô cũng có, chục nghìn đô cũng có mà. Hai tài khoản lên chục nghìn đô còn gì nữa. Đấy, thì bây giờ tài khoản này thì mình sẽ công bố tài khoản X2 sớm. Vì tài khoản này mình không những tài khoản khác mình không đánh rủi ro lắm. Bình thường mình đánh 10 đến 15%, 20% một lệnh. Bây giờ mình đánh có 4%, 5% một lệnh, mình không đánh rủi ro tài khoản này. Thì ok, vậy là xong rồi nha các bạn. Video số 3, video tiếp theo thì khả năng là mình sẽ không ra trên YouTube mà mình sẽ để dành để live stream cho anh em trên nội môn. Sau này anh em nội môn mà luyện làm bài tập xong hết rồi, luyện xong hết mà cảm thấy ok rồi thì mình mới đăng lên trên YouTube. Ok, là một cái bản tóm gọn. Còn bây giờ mình phải ưu tiên anh em trong nhóm nội môn và nội môn rút gọn trước. Và mình cũng hiểu là rất nhiều anh em bảo là anh em muốn đăng ký vào trong nhóm nội môn và nội môn rút gọn, nhưng mà phải nói thật là xin lỗi vì mình giữ quy tắc của mình. Mỗi lượt thì tuyển chỉ có 10 người, đâu đó khoảng 1 tháng đến 2 tháng thì mới tuyển một lần.